Ngự thú sư mạnh nhất, tập 131 đến 140. Lúc này, Thiên Ma Làm Diễn thú dốc hết toàn lực, chúng đỡ lên một vòng xoáy huyết sắc. Đây là chiêu thức cuối cùng của Tạ Di An. Tuyệt đỉnh giơ tay lên, chậm rãi mở miệng, kết thúc rồi. MC liền mở miệng gào lên, ngay lập tức, Địa Ngục Hỏa Liên từ trên không giáng xuống, tấn công từ ba phương hướng về phía Thiên Ma Làm Diễn thú, khiến Thiên Ma Làm Diễn thú không thể còn đường nào thoát thân. Đây sẽ là trận chiến quyết định phong thần, ai sẽ chiến thắng. Địa Ngục Hỏa Liên tạo thành thế tam giác, ý nghĩa sự tồn tại của người dẫn chương trình không chỉ là bình luận trận đấu, mà còn là sự ứng biến sáng tác cho chiêu thức chưa từng thấy. Vòng xoáy huyết sắc không thể chịu được áp lực của ba đó Địa Ngục Hỏa Liên. Trong nháy mắt, vòng xoáy đã tan biến dưới sự chứng kiến của 10 vạn người. Ba đánh một không chột cũng què, bọn lửa đen địa ngục cuồn cuộn tấn công, càn quét khán giả đấu trường. Tất cả khán giả đều cảm nhận được sức nóng phả vào mặt, trên mỗi khuôn mặt của mọi người đều hiện rõ sự kinh ngạc. Thưa quý vị khán giả, trận chiến chấn động như đánh thẳng vào sâu thẳm tâm hồn con người này, không còn đơn thuần là một trận đấu nữa, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Người dẫn chương trình rưng rưng nước mắt, dùng sự chuyên nghiệp của mình để diễn giải sự tồn tại của tuyệt đỉnh lúc này. Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu, mà là một tia sáng. Một tia sáng soi rọi hy vọng cho người dân bình thường. Trên võ đài, Thiên Ma Làm Diễn thú đã bị thương nặng, cả cơ thể đang thiêu cháy, ba cái đầu sùi bọt mép, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự. Tạ Di An quỳ trên võ đài, đầu gối bị đá vụn sắc nhọn cửa rách, máu nhuộm đỏ cả quần áo. So với nỗi đau thể xác, nỗi nhục nhã mất hết tôn nghiêm càng khiến hắn ta đau đớn tột cùng. Ta thua rồi, sao lại như vậy? Tạ Di An hai mắt đỏ hoe, cho đến tận lúc này, hắn ta vẫn không thể chấp nhận được sự thật mình đã thất bại. Tạ Di An kiệt sức, đã mất khả năng chiến đấu. Tôi xin tuyên bố trận đấu kết thúc. Bên thắng cuộc, Thanh Long Học Viện, tuyển thủ tuyệt đỉnh. Lúc này, toàn trường bùng nổ tiếng hét chấn động và tiếng vỗ tay như sấm. Tuyệt đỉnh đứng giữa võ đài, khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười ung dung. Thỏ tai điện vẫn còn nằm trên đầu cậu ấy. Địa Ngục U Minh Sói Uy Nghiêm đứng bên cạnh, toàn thân bùng cháy lửa địa ngục, ngẩng cao đầu, oai phong lẫm liệt như bậc sói vương. Thắng rồi, tuyệt đỉnh huynh thắng rồi. Lúc này, Mộ Dung Dương kích động hơn bất kỳ ai, trực tiếp nhảy cẫng lên. Còn Mộ Dung Hân đứng bên cạnh, điềm tĩnh hơn anh trai rất nhiều, nhìn lên bóng lưng thẳng tắp trên đài, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt cô xinh đẹp như bông tuyết giữa mùa xuân, khẽ hé lộ nụ cười mê người. Trần Thiên Niên cũng âm thầm cảm thán, cậu bé tuyệt đỉnh này quả nhiên không hổ là thiên tài quái vật mà. Từ giờ phút này, cái tên tuyệt đỉnh của Thanh Long Học Viện sẽ vang danh khắp thiên hạ. Chàng trai xuất thân từ bình dân này, chỉ với một chiêu Địa Ngục Hỏa Liên tam liền sát đã đánh bại thiên tài Tạ Di An. Vì Tạ Di An tiêu hao quá nhiều thể lực, rơi vào trạng thái kiệt sức, chỉ có thể nhờ nhân viên dìu xuống. Trước khi Tạ Di An rời khỏi đài, hắn ta nhìn chằm chằm tuyệt đỉnh hồi lâu. Tuyệt đỉnh, mày cứ đợi đấy, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng cho người tiếp theo lên. Lúc này, tại khu vực chuẩn bị của Chu Tức Học Viện, biểu cảm của Tạ Liên và Đông Phương Tình cứ như ăn phải ruồi, khó chịu vô cùng. Tạ Di An là ngự thú sư có thiên phú và thực lực mạnh nhất trong số các tân sinh viên của Chu Tức Học Viện năm nay, vậy mà lại bại dưới tay tuyệt đỉnh. Lúc này, Tạ Liên và Đông Phương Tình thậm chí còn không có đủ can đảm để lên lôi đài. Viện trưởng Chu Tức Học Viện sắc mặt lập tức trở nên lạnh băng. Chu Tức Học Viện chúng ta có thể thua trận đấu, nhưng không thể đánh mất tôn nghiêm của chính mình. Học viên Tạ Liên, đến lượt em lên đài. Theo quy tắc trận đấu, Tạ Di An phòng thủ thất bại, tuyệt đỉnh trở thành người thủ sân đấu. Chu Tức Học Viện buộc phải cử tuyển thủ tiếp theo lên đài tấn công. Nhưng chứng kiến anh trai thảm bại, lúc này Tạ Liên vô cùng hoảng sợ, dù thế nào cũng không chịu lên thi đấu. Viện trưởng, em không muốn lên đâu, ngay cả anh trai em còn không đánh lại tên tuyệt đỉnh đó. Nếu em đi lên đó, khác nào đi ăn hành ngập mồm. Hừ, học viên Tạ Liên, tôi chỉ nhắc nhở em một câu thôi, cha em đang ngồi trên ghế giám khảo đấy, đừng khiến ông ta phải mất mặt. Còn chuyện có lên lôi đài hay không thì tự em lựa chọn đi. Nghe viện trưởng nói vậy, Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn lên trời cao, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lúc này, trên ghế giám khảo, sắc mặt Tạ Trung như thể đang phải ngâm trong bắc băng dương, lạnh leo đến thấu xương. Được rồi, tôi lên là được chứ gì. Sau đó, Tạ Liên chỉ có thể run rẩy lê từng bước lên võ đài. Nhìn thấy em gái Tạ Di An bị ép buộc lên đài, tuyệt đỉnh cười lạnh lùng. Bạn học Tạ Liên, bản thân tôi dù không có thủ án gì với cô, nhưng Tóc Vàng là người mà tôi bảo kê. Cô đã đối đầu với em ấy, thì tôi đành thay mặt Tóc Vàng dạy cho cô một bài học thôi. Tóc Vàng, ai vậy? Chẳng lẽ là Mộ Dung Hân? Lúc này, Tạ Liên mới đột nhiên sững người. Đến giờ cô ta mới chậm chạp nhận ra, Tóc Vàng trong miệng tuyệt đỉnh lại chính là kẻ thù của mình. Mộ Dung Hân, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Tiếp đó, cô ta ghé sát vào tai tuyệt đỉnh, hạ giọng nói nhỏ, tuyệt đỉnh đúng không? Cha của ta chính là quân sư số 1 Long Quốc, ông ấy đang ngồi trên ghế giám khảo kia. Lát nữa chỉ cần ngươi giả vờ để lộ sơ hở thua ta đi, ta đảm bảo cả đời này ngươi sẽ vinh hoa phú quý. Ha ha, bạn học Tạ Liên, cô đang hối lộ tôi sao? Đúng vậy, ta đang hối lộ ngươi đấy. Chỉ cần ngươi chịu thua trận này, không những sẽ trở thành bạn bè với ta, mà cả đời này còn được hưởng vinh hoa phú quý bất tận. So với mối quan hệ của nhà họ Tạ chúng ta, thì nhà họ Mộ Dung kia có đáng là thứ gì chứ? Lời vừa nói ra, Tạ Liên chắc chắn chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ chọn nhà họ Tạ thay vì nhà họ Mộ Dung. Tuyệt đỉnh cũng phải công nhận sự thật này. Xét cho cùng, địa vị của Tạ Trung là chỉ dưới một người, đứng trên cả vạn người, thế lực và bối cảnh nhà họ Tạ rõ ràng mạnh hơn nhà họ Mộ Dung rất nhiều. Thế nào, tuyệt đỉnh, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Ai sợ thì đi về, trận này ta sẽ bón hành ngươi ra bã. Tuyệt đỉnh vừa dứt lời, Tạ Liên liền hoảng sợ lùi lại, cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi. Cô ta biết rất rõ, tiếp theo cô ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Tuyệt đỉnh. Phía thủ lôi đài là Tuyệt đỉnh, đến từ học viện Thanh Long. Phía công lôi đài là Tạ Liên, đến từ học viện Chu Tước. Tôi tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Lúc này, Tạ Liên mở ra không gian ngự thú, triệu hồi ra một con ngọc thú, người dẫn chương trình thấy thế, liền lập tức bắt đầu giải thích. Các vị khán giả thân mến, Tạ Liên triệu hồi ra ngọc thú, là Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú, cũng là ngọc thú mạnh nhất của cô ấy. Mọi người đều biết, Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú có tác dụng cực mạnh với nguồn nước, có khả năng thống trị hệ nước cực mạnh. Còn địa ngục U Minh Sói của Tuyệt đỉnh, thuộc tính chính của nó chính là hỏa. Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú, một ngọc thú có thuộc tính chính là hệ thủy. Đây là việc duy nhất mà Tạ Liên có thể tận dụng vào trận chiến này. Thủy khắc hỏa, đây là quy luật cơ bản trong tự nhiên. Ngay cả người bình thường không có linh lực cũng biết. Nhìn lại Tuyệt đỉnh trên lôi đài, cậu không những không hề hoảng sợ, ngược lại còn lộ ra vẻ lười biếng. Còn địa ngục U Minh Sói vẫn đang ngồi xổm bên cạnh Tuyệt đỉnh. Ngọc thú và cả ngự chủ đều lười biếng, không có ý định chủ động tấn công. Ha ha, xem ra trận đấu này Tuyệt đỉnh vẫn đang rất thư giãn. Chiến thuật của cậu ấy là định bất động thì ta cũng bất động. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Từng dây thần kinh của Tạ Liên đều căng lên, nhưng thấy Tuyệt đỉnh không hề động đậy, cô ấy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, tên này sao lại bất động như vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn ta chủ động ra tay hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn ta tấn công trước, từ đó tìm ra điểm yếu của ta, cho nên hắn mới chậm chạp mãi không có động tĩnh gì? Không 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 không, có phải vừa rồi hắn ta quyết chiến với anh trai, linh lực đã cạn kiệt, cho nên hắn đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là đang câu giờ, phải như thế không? Chỉ cần đứng trên lôi đài, nhất cử nhất động, thậm chí là không động của kẻ mạnh, đều sẽ gây ra ảnh hưởng tâm lý cho bên yếu thế. Cho dù Tuyệt đỉnh có nhướng mày một cái, Tạ Liên cũng sẽ hoảng sợ bất an, giải thích quá mức nội tâm của đối phương. Không được, mình không thể tiếp tục tiêu hao như vậy, cho dù thua cũng phải thua một cách đường đường chính chính. Ngọc thú hệ thủy, trời sinh sẽ khắc chế ngọc thú hệ hỏa, chỉ cần mình có thể chống đỡ nổi ba hiệp thì mình sẽ không làm mất mặt nhà họ Tạ, cũng sẽ không làm mất mặt học viện Chu Tước. Lúc này, yêu cầu của Tạ Liên đối với bản thân đã hạ xuống mức thấp nhất. Hiện tại cô ấy không mong có thể chiến thắng đối thủ, chỉ mong mình thua không quá thảm hại mà thôi. Hai bên đã giằng co với nhau hơn 5 phút. Tuyệt đỉnh và ngọc thú của cậu vẫn giữ nguyên đội hình, nhưng nhìn từ biểu cảm trên khuôn mặt Tạ Liên, có vẻ như cô ấy đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Các khán giả thân mến, có lẽ mọi người đã đoán đúng, Tạ Liên đã dẫn đầu phát động tấn công rồi. Lúc này, sự chú ý của tất cả khán giả đều đổ dồn vào Tạ Liên. Tạ Liên thúc giục cuồn cuộn linh lực, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú cũng cộng hưởng lại với chủ nhân, phát ra một tiếng kêu the thé. Kỹ năng chiến đấu của nó ngay lập tức được tung ra, dấy lên một dòng nước cuồng bạo. Dòng nước xoáy tròn trên không trung, treo lơ lửng trên đầu đối phương, như thác nước bên vách đá dựng đứng, bao trùm lấy đỉnh đầu của địa ngục U Minh Sói. Lúc này, Tuyệt đỉnh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trong miệng thốt ra vài chữ lạnh lẽo: "Dục hỏa phần thiên trảo." Nhận được mệnh lệnh, vẻ lời biếng trong mắt địa ngục U Minh Sói ngay lập tức biến mất. Liền sau đó, nó nhảy vọt lên cao, răng nanh chứa đựng ma lực xé rách cả không khí, chân mắt đã nghiền nát đòn tấn công của Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú. Những âm thanh yếu ớt vang lên trên người của Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú, thế tấn công như trẻ tre, âm thanh thúc giục, kéo, xé nát da thịt, khiến khán giả không khỏi nổi da gà. Dưới ống kính của người quay phim, Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú ngã nhào, lông vũ nhuốm đầy máu bay tán loạn, cơ thể bê bết máu, vết thương mang hình dạng móng vuốt sói. Cả khán đài chìm trong im lặng. MC ngạc nhiên, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Chỉ cần một chiêu đã hạ gục, chỉ với một chiêu đã bỏ qua sự khắc chế về thuộc tính, đánh bại Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú đang trong trạng thái sung mãn. Không thể tin được, thật khó tin, đây là một kích miểu sát, quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, trong trận đấu giữa Tuyệt đỉnh và Tạ Di An, địa ngục U Minh Sói đã bị thương nặng, thêm vào đó là mối quan hệ khắc chế về thuộc tính. Lẽ ra, Hoàng Khố Yêu Yêu Thủy Tinh Thú ít nhất cũng phải trụ được một hai hiệp. Thế mà địa ngục U Minh Sói chỉ với một chiêu, dục hỏa phần thiên trảo, đã trực tiếp đánh bại ngọc thú mà Tạ Liên đã dày công nuôi dưỡng nhiều năm. Tạ Liên đứng lặng trên lôi đài, nhìn dục hỏa phần thiên trảo nằm bất tỉnh trên mặt đất, mặt đầy kinh ngạc, đôi môi không ngừng run run. Sao? Sao lại có thể như vậy? Mình vậy mà một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Tiền thủ Tạ Liên, theo quy tắc của trận đấu, bạn vẫn có thể tiếp tục triệu hồi ra ngọc thú thứ hai để tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Tạ Liên nhìn ngọc thú của mình cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy chua xót và bất lực. Tôi xin nhận thua. Trận đấu kết thúc. Học viện Thanh Long, bên thủ lôi đài, tiền thủ Tuyệt đỉnh đã bảo vệ thành công. Lúc này, trên khán đài lại một lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò như sấm của khán giả. Tạ Liên còn coi như thông minh, tuy nhận thua, mặc dù cũng sẽ gây ra tranh cãi, bị người ta chê bai nhát gan, hèn nhát. Nhưng so với việc nếu triệu hồi ra con ngọc thú thứ hai, thậm chí là con thứ ba mà đều bị đánh bại chỉ trong một chiêu, vậy chẳng phải là sẽ còn mất mặt hơn bây giờ sao? Mời vị tuyển thủ tiếp theo bên phe tấn công lên sân khấu, Đông Phương Tình. Với những bước chân bất đắc dĩ dần dần bước lên lôi đài, Tuyệt đỉnh và Đông Phương Tình, ai sẽ là bên chiến thắng sau cùng? Người đó cũng sẽ thay mặt cho học viện của mình giành được chức vô địch siêu tân tinh đại hội lần này. Thế nhưng đối với khán giả mà nói, mặc dù trận đấu này vẫn chưa bắt đầu, nhưng kết quả dường như đã quá rõ ràng. Lúc này, hàng chục vạn khán giả trên khán đài đồng thanh hô vang tên của Tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh vô địch, Tuyệt đỉnh vô địch, Tuyệt đỉnh vô địch.
Tiếng hô vang của khán giả đối với Đông Phương Tình mà nói chính là áp lực đến từ địa ngục, khiến hai chân cậu ta run rẩy như cây sấy. Không thắng được cũng không sao cả, cho dù có thua thì cũng không thể chưa đánh mà đã bỏ quyền chứ. Vì tôn nghiêm của học viện Chu Tước, mình không thể nhút nhát như bây giờ nữa. Lúc này trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Báo hiệu quả trọng tài vừa vang lên, Đông Phương Tình liền vội vàng mở ra không gian ngự thú, đồng thời triệu hồi cả ba con ngọc thú của cậu ta. Từ điểm này không khó để nhận thấy, Đông Phương Tình không phải là vì chiến thắng, mà là muốn tổng quyết chiến một trận, dù thua cũng vẫn ngẩng cao đầu. Còn bên phía tuyệt đỉnh địa ngục U Minh Sói, phát ra tiếng hú vang vọng trời đất, cơ thể được bao phủ bởi một lớp giáp mới, ma lực lan tỏa điên cuồng theo từng hơi thở nặng nề. Đông Phương Tình thấy vậy liền bắt đầu sợ hãi. Cậu ta nhìn thấy phía sau địa ngục U Minh Sói mở ra một cột lửa đen. Đây là con đường dẫn đến địa ngục, thực ra tất cả đều là ảo ảnh, nhưng cảnh tượng là do ma lực tạo thành, khiến đối thủ như đang trực tiếp rơi vào địa ngục. Giây tiếp theo, Đông Phương Tình cục xuống đất, toát mồ hôi đầm đìa. Tôi xin nhận thua. Đông Phương Tình cúi đầu nhận thua một màn này. Trọng tài thổi còi, trận đấu kết thúc, MC cũng lên tiếng tuyên bố. Bên thủ lôi đài tuyệt đỉnh đã giành thắng lợi bên công Đông Phương Tình. Trọng tài công bố bên thắng lợi, khán đài vẫn giữ im lặng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi trọng tài tuyên bố lời tiếp theo. Cả sân vận động thể dục rộng lớn vẫn yên tĩnh đến mức rơi kim cũng có thể nghe thấy. Loại tình cảnh áp lực này suýt chút nữa khiến trọng tài choáng váng. Điều chỉnh hô hấp sau, trọng tài dùng âm thanh đầy khí thế lên tiếng. Tôi xin tuyên bố, giải đấu siêu tân tinh lần này, quán quân là Thanh Long Học Viện. Trọng tài vừa dứt lời, toàn trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. So với một giây trước tĩnh lặng, lúc này toàn bộ sân vận động to lớn giống như chảo dầu sôi trào, dễ cháy dễ nổ. Mộ Dung Dương xông lên đài thi đấu, cho Tuyệt Đỉnh một cái ôm thật lớn. Tuyệt Đỉnh, ngươi thật sự cho bổn thiếu gia nở mày nở mặt. Ha ha ha, trên đài thi đấu, Mộ Dung Dương phát ra tiếng thét chói tai như một thiếu niên nhiệt huyết. Trần Thiên Niên và Mộ Dung Hân cũng bước lên đài thi đấu, mọi người cùng nhau chúc mừng khoảnh khắc vui mừng giành được quán quân. Dưới đài thi đấu, viện trưởng Thanh Long Học Viện Tô Như Yến vẻ mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tuyệt Đỉnh, nụ cười non nớt. Ngươi thằng nhóc này, Tô Như Yến lời nói được một nửa, thực sự nghĩ không ra dùng từ ngữ gì để hình dung thiếu niên thần kỳ này. Ánh mắt chưa kinh ngạc, còn có thêm một tia khó có thể lý giải được từ ngữ. Giải đấu siêu tân tinh lần này hạ màn, chúc mừng Thanh Long Học Viên giành được vinh dự quán quân. Tóc vàng, chúng ta đoạt giải quán quân rồi. Mê mông, ta biết chúng ta đoạt giải quán quân rồi, sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Tính cách Mộ Dung Hân chính là như vậy, cho dù Thanh Long Học Viện giành quán quân, biểu cảm của cô cũng không có quá nhiều biến hóa. Lúc này Tuyệt Đỉnh đột nhiên giang hai tay ôm lấy Mộ Dung Hân ăn mừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Hân trong nháy mắt đỏ bừng, nói chuyện trở nên ấp úng. Tuyệt Đỉnh, ngươi làm gì vậy? Hắc hắc, đương nhiên là ăn mừng đoạt giải quán quân rồi. Tuyệt Đỉnh, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống, xấu hổ chót đi được. Tóc vàng, đây là Thanh Long Học Viện chúng ta, thời khắc huy hoàng, ngươi đừng có giữ vẻ mặt đó, vui lên nào. Oa, lúc này Tuyệt Đỉnh ôm Mộ Dung Hân điên cùng ăn mừng. Mộ Dung Dương cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cùng Tuyệt Đỉnh cùng nhau hoan hô. Thượng Quan Lan ngồi trên ghế giám khảo chăm chú nhìn tất cả những điều này, khóe môi tràn ra nụ cười từ tận đáy lòng. Đây mới là sức sống của người trẻ tuổi, độ tuổi này thì nên cuồng nhiệt như vậy. Trong khi đó, Tạ Liên ngồi ở hậu trường nhìn hình ảnh trên sân đấu, đối với nàng tạo thành thương tổn sâu sắc. Nhìn Mộ Dung Hân được Tuyệt Đỉnh ôm lấy ăn mừng, có một khoảnh khắc nàng vậy mà lại sinh ra cảm xúc cực đoan. Năm đó vương giả huyết rơi con non kia không chọn ta, lại cứ chọn nàng ta. Bây giờ tại sao nam nhân ưu tú như vậy cũng vây quanh nàng ta xoay chuyển, lại không chịu nhìn ta lấy một cái? Lúc này Tạ Liên rơi vào vòng luẩn quẩn tự ti, nàng luôn cho rằng bản thân mạnh hơn Mộ Dung Hân, nhưng Mộ Dung Hân luôn có thể có được thứ nàng ta không có được, ví dụ như vương giả huyết rơi, ví dụ như Tuyệt Đỉnh. 5 phút sau, lễ trao giải bắt đầu, pháo hoa trên đài thi đấu đồng loạt khai hỏa, giải lụa màu bay phấp phới. Long Quốc Nữ Đế Thượng Quan Lan tự mình trao tặng huy chương quán quân cho ba vị tuyển thủ Thanh Long Học Viện, cuối cùng trao cúp quán quân vào tay Tuyệt Đỉnh. Khoảnh khắc này, tiếng hò hét của khán giả đã đạt đến đỉnh điểm như rung chuyển cả đất trời. Các trang mạng xã hội lớn thi nhau đưa tin tức liên quan, cái tên Tuyệt Đỉnh leo lên vị trí số 1 tắt tìm kiếm toàn quốc. Tuyệt Đỉnh nhận lấy cúp quán quân từ tay Thượng Quan Lan, tâm trạng phức tạp. Lúc trước ở hải vực rộng lớn vô tận, hình ảnh nguy hiểm bị Thượng Quan Lan truy sát vẫn còn hiện rõ mồn một. Nếu không phải có giọt nước mắt của rồng là lá bài tẩy, Tuyệt Đỉnh đã sớm chết trong tay Thượng Quan Lan rồi, càng không có cơ hội từ tay Thượng Quan Lan nhận lấy cúp quán quân của giải đấu siêu tân tinh. Lúc này Thượng Quan Lan đưa tay vỗ vỗ vai Tuyệt Đỉnh, nhẹ nhàng mở miệng, hậu sinh khả úy, ta rất kỳ vọng vào ngươi. 8 chữ đơn giản đưa Tuyệt Đỉnh lên vị trí cao được cả nước chú ý. Lúc này người dân cả nước đều biết nữ đế đại nhân coi trọng một người không có bất kỳ bối cảnh nào, thiên tài xuất thân bình dân, Tạ Di An. Chứng kiến tất cả những điều này, sự ghen ghét và phẫn nộ giống như núi lửa phun trào, từng chút một gặm nhấm cuộc đời hắn. Ngay lúc cảm xúc của Tạ Di An sắp sụp đổ, một bàn tay đặt lên vai hắn. Cha à! Lúc này Tạ Trung không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Tạ Trung, Tạ Di An cúi đầu, trên mặt như phủ một lớp lá phong u buồn, hình ảnh mang đầy vẻ thê lương. Thua trận đấu không đáng sợ, thua đi ý chí chiến đấu mới đáng sợ. Thực lực của Tuyệt Đỉnh kia đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, là ta chủ quan rồi.
Ha ha, cho dù ngươi không chủ quan, ngươi cũng không phải đối thủ của nó. Nghe được lời của phụ thân, Tạ Di An muốn phản bác, nhưng lại thôi, hắn biết Tạ Trung nói là sự thật. Chỉ bằng ba đóa địa ngục hỏa liên, đồng thời thi triển tam liên kích kia, cho dù Tạ Di An có thêm 100 lần cơ hội chuẩn bị trước, hắn cũng không cách nào đối phó. Trên sân vận động, Tuyệt Đỉnh đứng ở giữa, hai anh em Mộ Dung mỗi người đứng một bên vai cậu. Ba người cùng nhau giơ cao cúp quán quân, hướng về ống kính nở nụ cười. Ống kính của nhiếp ảnh ra lè sáng, hình ảnh dừng lại. Tấm poster ảnh chụp khoảnh khắc giành quán quân này sẽ được treo ở trước cổng Thanh Long Học Viện. Đây là một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Đây là hình mẫu của việc liều chất đánh cược một phen. Trong tình huống hai đồng đội liên tiếp thua trận, tình thế bắt buộc Tuyệt Đỉnh phải ra quyết định. Tuyệt Đỉnh trong thời khắc nguy nan, bằng sức lực của một mình, gánh vác tôn nghiêm và vinh quang của Thanh Long Học Viện. Cậu đánh bại con trai của quân sư số 1 Long Quốc, Tạ Di Lan. Cậu chỉ dùng một chiêu đã đánh bại thiên tri kiêu nữ Tạ Liên. Khí thế mà nó toát ra, ép buộc Đông Phương Tình phải lựa chọn nhận thua trước khi trận đấu bắt đầu. Cậu là hắc mã mạnh nhất của Thanh Long Học Viện, là nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ Long Quốc, cũng là thiên tài xuất thân bình dân, được Ngư Đế đại nhân coi trọng. Toàn thể khán giả, chúng ta hãy cùng nhau hô vang tên của thiếu niên này nào. MC vừa hô hào, mọi người liền hưởng ứng. Một người hô, trăm người đáp. Một người hô, vạn người đáp. Ba chữ Tuyệt Đỉnh vang vọng đất trời, xuyên thấu thiên địa, làm rung động trái tim của mỗi người dân Long Quốc. Tuyệt Đỉnh nâng cúp, vẫy tay chào về phía khán đài, tràn đầy sức sống, hùng tâm tráng trí. Lúc này, vầng hào quang của cậu dường như còn chói lọi hơn cả Nữ Đế. Tinh, chúc mừng ký chủ đã mở khóa thành tựu quán quân đại hội siêu tân tinh. Nhận được phần thưởng thành tựu, một viên tinh thạch dung hợp thuộc tính, thêm một viên tinh thạch nâng cấp huyết mạch. Lúc này, ý niệm của Tuyệt Đỉnh chuyển động, kho hệ thống mở ra. Trong kho hàng xuất hiện thêm hai vật phẩm, một viên tinh thạch dung hợp thuộc tính, một viên tinh thạch nâng cấp huyết mạch. Hai bảo vật này đều là những thứ mà Tuyệt Đỉnh hiện tại đang rất cần. Tinh thạch dung hợp thuộc tính có thể dung hợp thuộc tính khác vào trong cơ thể ngọc thú của mình, tạm thời giữ lại tìm cơ hội cho Ferlen sử dụng. Còn tinh thạch nâng cấp huyết mạch có thể nâng cấp phẩm chất huyết mạch của ngọc thú, dùng cho Hắc Phong rất thích hợp. Chẳng mấy chốc, Tuyệt Đỉnh đã lên xong kế hoạch sử dụng cho hai bảo vật này. Hiện tại, lễ ăn mừng vẫn đang tiếp tục, khán giả vẫn chưa rời đi. Những người của các công hội ngự thú sư cũng thử cùng nhau tiến lên, lần lượt đưa danh thiếp cho Tuyệt Đỉnh. Xin chào, tôi là tuyển trạch viên của công hội Tù Ngư, để lại phương thức liên lạc nhé. Tôi là tuyển trạch viên của công hội Băng Phách, không biết Tuyệt Đỉnh đồng học có hứng thú với công hội chúng tôi không? Tuyệt Đỉnh đại soái ca, gia nhập chúng tôi đi. Công hội chỉ nhân chúng tôi, 2/3 thành viên đều là mỹ nữ. Ngay cả hội trưởng của chúng tôi cũng là một ngự tỷ nổi tiếng luôn đấy. Tuyệt Đỉnh một trận thành danh, các công hội ngự thú sư đều ném cành ông lưu. Trong thời đại này, thứ khan hiếm nhất chính là nhân tài. Tuyệt Đỉnh hiện tại chỉ là ngự thú sư nhị tinh, nhưng tiềm lực của cậu ta đã đạt đến mức khiến người ta thèm muốn. Ánh tà dương treo lơ lửng trên không trung như chiếc đĩa ngọc bích, chiếu lên gương mặt tuấn tú của Tuyệt Đỉnh, khiến khuôn mặt cậu như được phủ một lớp vàng. Tuyệt Đỉnh một tay nâng cao chiếc cúp vô địch, từ chối lời mời của mỗi tuyển trạch viên. Tuyệt Đỉnh, những công hội này đều là những công hội ngự thú sư top 50 trong nước đó, là các công hội ngự thú sư siêu lớn. Cậu cứ từ chối như vậy sao? Lúc này, Tuyệt Đỉnh đặt chiếc cúp vào lòng Trần Thiên Niên, ánh mắt trong veo như bầu trời xanh. Trần Thiên Niên tay run run, trời à, cái cúp này nặng thật đấy. Của nhiên là bằng vàng nguyên chất mà. Thầy giáo Trần à, đừng quên chứ, tôi là dược sư đặc biệt của công hội Thương Khung rồi cơ mà, sao tôi có thể phản bội công hội Thương Khung được? Không quên bản tâm, không tệ không tệ, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Những công hội vừa rồi, xét về thực lực, tài lực và cả danh tiếng, đều cao hơn công hội Thương Khung rất nhiều đấy. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi và tôi sẽ không hối hận. Là giáo viên chủ nhiệm của Tuyệt Đỉnh, muốn Tuyệt Đỉnh vào một công hội tốt hơn, đương nhiên là không sai. Nhưng công hội Thương Khung đối với Tuyệt Đỉnh mà nói khá đặc biệt. Con gái của hội trưởng công hội Thương Khung là Tần Yên Vũ, cũng là chị gái kết nghĩa của cậu ấy. Tiểu di cô của Tần Yên Vũ cũng chính là phó hội trưởng công hội Thương Khung, Liễu Nguyệt, cũng rất tốt với Tuyệt Đỉnh. Các phóng viên thân mến, đây là hắc mã mạnh nhất của học viện Thanh Long khóa này, cũng là Tuyệt Đỉnh, người đã thắng liên tiếp 3 trận chung kết siêu tân tinh. Cậu ấy cũng là anh em tốt của Mộ Dung Dương tôi đây. Dương huynh đệ, đừng nói nữa mà, chúng ta phải khiêm tốn một chút chứ. Các phóng viên thân mến, mọi người nhìn thấy anh em tôi có ngầu không? Ngầu lắm, ngầu bá cháy như pha pha luôn. Lúc này, tất cả các phóng viên đồng thanh hô lớn, Mộ Dung Dương và các phóng viên đều vô cùng náo nhiệt, cả khán đài cũng bị cuốn theo. Hiện trường lại một lần nữa sôi động. Tuyệt Đỉnh dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Mộ Dung Hân. Hân Hân à, em có thể cởi tất chân ra để cho anh trùng cái đầu lại được không? Anh thật sự không còn mặt mũi nào nữa rồi. Không ngờ anh, một kẻ tự luyến cũng có ngày lộ vẻ mặt xấu hổ thế này nha. Hi 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 hi. Hân Hân, không ngờ em cũng biết cách trêu chọc người khác rồi đấy. Sự thay đổi của Mộ Dung Hân đều là do Tuyệt Đỉnh trợ giúp. Ban đầu cô ấy là một mỹ nữ băng giá, hơn nữa còn mắc chứng tự kỷ nhẹ. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc với Tuyệt Đỉnh, tính cách của cô gái tóc vàng này đã hoạt bát hơn một chút, còn học được cách trêu chọc người khác nữa chứ. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần xuất hiện ở khách sạn 5 sao trung tâm thành phố. Tô Như Yên với tư cách là viện trưởng của Học viện Thanh Long đã chi mạnh tay bao một phòng VIP sang trọng. Trong phòng bày biện vô số món ngon, tất cả thành viên Thanh Long Học viện ngồi xung quanh. Viện trưởng, nhiều món như vậy, em là không ổn lắm đâu ạ. Học viện Thanh Long chúng ta có nội quy mà, ngài không phải là quên đó chứ? Nội quy gì? Nội quy gì vậy?
Ngài đúng là quý nhân nhiều đại sự hay quên chuyện nhỏ. Nội quy điều thứ 95. Trong thời gian học sinh tham gia các loại cuộc thi bên ngoài, không được phung phí, lãng phí. Mỗi bữa ăn không được quá 3 món. Nội quy gì mà kỳ cục vậy hả? Hãy sửa lại đi. Thông báo cho phòng kỷ luật, xóa điều lệ này luôn cho tôi. Sửa thành cấm phung phí lãng phí. Không ăn hết thì đóng gói mang về. Vâng, ngài là viện trưởng. Ngài nói gì thì là cái đó. Lúc này, Tuyệt Đỉnh và Mộ Dung Dương nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Còn Mộ Dung Hân thì ngoan ngoãn ngồi một bên, giống như đứa trẻ nhỏ đang xấu hổ với người lạ, hai tay để sau lưng, thắt lưng thẳng tắp, trong đôi mắt trong veo còn toát lên vẻ ngốc nghếch. Rồi rồi, ba đứa không cần khách sáo nữa, mau ăn đi nào. Mặc dù Tô Như Yến đã nói vậy, nhưng ba đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Trần Thiên Niên ở một bên lên tiếng. Viện trưởng, ba đứa nhỏ này rụt rè cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng là lần đầu được ăn cơm cùng với viện trưởng mà. Ba đứa nghe cho rõ đây. Ít nhất là trong căn phòng này, trong đêm giành chiến thắng này, thì tôi không phải là viện trưởng. Bây giờ tôi chỉ là một người chị lớn hơn các em vài tuổi, muốn cùng các em ăn mừng chiến thắng này. Hãy xem chúng ta như một gia đình nhỏ đang ăn tối với nhau. Vì vậy, cũng đừng câu nệ nữa. Tuyệt Đỉnh, bắt đầu từ em. Em là người có công lớn nhất trong chiến thắng này. Đừng khách sáo. Cũng đừng coi tôi là viện trưởng. Có thể thoải mái một chút. Vâng ạ. Vậy em thoải mái chưa? Thoải mái rồi ạ. Vậy bây giờ em có muốn nói gì không nào? Hey hey hey, nhưng em nói thì chị gái đừng trách em đấy nha. Vậy thì, chị gái xinh đẹp, cho em xem chân được không ạ? Đại tỷ tỷ, vậy thì tôi muốn được xem chân ạ. Tuyệt Đỉnh vừa dứt lời, cả phòng đều sửng sốt. Trần Thiên Niên phun cả ngụm trà, cảnh phòng lập tức lặng như tờ. Huynh muội họ Mộ Dung đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tuyệt Đỉnh. Tô Như Yến thì sắc mặt âm trầm. Tuyệt Đỉnh vội vàng biện minh. Viện trưởng, là cô nói đừng coi cô là viện trưởng mà. Là cô bảo tôi thả lỏng. Đừng câu nệ, như thế không thể sẽ thân thiết hơn sao? Còn có Mộ Dung Dương huynh, tóc vàng, mấy người nói giúp tôi một câu đi chứ. Viện trưởng, tôi và Tuyệt Đỉnh không quen. Cô xem chân này tôi không nói ra miệng được. Cái đó, tôi đi vệ sinh cái. Tôi đột nhiên nhớ ra nhà còn chưa tắt taxi. Tôi ra ngoài một chút nhé, mọi người cứ dùng bữa, không cần đợi tôi đâu ạ. Lúc này, Tuyệt Đỉnh lại nhìn về phía Trần Thiên Niên, gửi gắm hy vọng duy nhất vào ông ta. Thầy giáo Trần, tôi, hello. Cậu nói gì cơ? Ở đây tôi sóng yếu quá. Không nghe thấy cậu nói gì, đợi tôi chút. Lúc này, trong phòng bao rộng lớn, cả cộng dương cứu mạng cuối cùng đều đã chạy mất. Trong phòng bao chỉ còn lại Tô Như Yến và Tuyệt Đỉnh. Tuyệt Đỉnh hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống. Cậu nhóc, muốn xem chân phải không? Nói lại lần nữa xem nào. Đại tỷ tỷ, có khả năng nào là em đang nói đến chân gà trên bàn kia không? Thôi được rồi, ban đầu định thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nho này của cậu, bây giờ xem ra là không cần nữa rồi nhỉ. Tuy nói vậy, nhưng Tô Như Yến vẫn hơi nhấc váy lên. Tuyệt Đỉnh miệng thì nói không chịu nổi, nhưng biểu cảm lúc này đã bàn đứng cậu ta. Chân đẹp, đôi chân này mà không đi đạp xe ba bánh thì tiếc quá. Cậu nhóc, coi như đây là phần thưởng của tôi dành cho cậu. Cảm ơn cậu đã đem cúp vô địch giải siêu tân tinh lần này về cho Thanh Long học viện chúng tôi. Còn đây xem như là phần thưởng đặc biệt nhé. Không cần cảm ơn em đâu, em là một phần của Thanh Long học viện mà. Đây đều là điều em nên làm. Tuyệt Đỉnh, tôi cũng phải thừa nhận rằng trong số những người cùng trang lứa, tài năng của cậu là xuất sắc nhất mà tôi từng thấy, không ai sánh bằng. Cảm ơn viện trưởng đã khen ngợi. Nếu em có thể, trước khi kết thúc học kỳ này, vượt qua kỳ thi ngự thú sư 4 sao, thì tôi còn có phần thưởng bổ sung cho em nữa đấy. Nghe vậy, Tuyệt Đỉnh lập tức nổi lên hứng thú. Thưa viện trưởng, phần thưởng bổ sung là gì à? Về phần là phần thưởng gì, đến lúc đó sẽ biết, nói sớm thì không còn bí ẩn. Viện trưởng, em đảm bảo, trước khi kết thúc học kỳ này, em sẽ vượt qua kỳ thi ngự thú sư 4 sao. Tốt, vậy tôi chờ mong màn thể hiện của em. Học kỳ này còn lại 3 tháng, hiện tại tôi chỉ là ngự thú sư 2 sao. Muốn vượt qua kỳ thi ngự thú sư 4 sao, còn kém một bậc. 3 tháng quá ngắn, nhưng tôi đã trước mặt viện trưởng, dám buông lời khoác lác rồi. Cũng chỉ có thể cắn răng thử một phen thôi. Ngay khi Tuyệt Đỉnh đang suy nghĩ, cửa phòng bao đột nhiên bị gõ. Ngay sau đó, một nữ tử tóc dài khí chất lạnh lùng bước vào phòng bao, bên hông đeo lệnh bài màu vàng. Mọi người, xin lỗi, làm phiền một chút. Tuyệt Đỉnh tiên sinh, nữ đế đại nhân có lời mời, mời ngài vào cung ý kiến. Hả, nữ đế đại nhân mời tôi? Tôi không nghe nhầm chứ? Lúc này, nữ tử tóc dài mỉm cười gật đầu. Tô Như Yến vỗ nhẹ vào đầu Tuyệt Đỉnh, trong lòng không biết đang nghĩ gì, rồi mở miệng nói, đây chính là lời mời từ nữ đế đại nhân đấy. Cậu còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi đi thôi. Không lâu sau đó, Tuyệt Đỉnh đi theo nữ tử áo đen đến hoàng thành. Nơi này là địa bàn của các tướng lĩnh cấp cao, là pháo đài trung tâm của Long Quốc, là thánh địa mà người dân cả nước đều ngưỡng mộ. Tuyệt Đỉnh sau khi xuống xe, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Trước mắt của cậu là một quần thể kiến trúc cổ kính trải dài bất tận, mỗi cung điện đều cao chọc trời, lộng lẫy huy hoàng. Cung điện cao nhất kia giống như cung điện đâm thẳng vào mây xanh, xung quanh mây mù lượn lờ. Tuyệt Đỉnh tiên sinh, Tuyệt Đỉnh tiên sinh à,
Xin lỗi, lần đầu tiên tôi đến Hoàng Thành, chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn, thất thố rồi. Không sao đâu, Tuyệt Đỉnh tiên sinh, mời đi theo tôi. Nữ tử trước mắt này chính là một trong những thị nữ bên cạnh Thượng Quan Lan. Cô tên là Phục Linh. Đừng nhìn người phụ nữ này dáng người mảnh mai, thực chất là một thành viên của tổ chức đế hồn, cấp bậc là Bạch Ngân cấp ngự thú sư. Tổ chức đế hồn là cấm quân mà Thượng Quan Lan tin tưởng nhất. Mỗi thành viên đều có thực lực từ ngự thú sư 7 sao trở lên. Bọn họ tinh thông ám sát, ẩn nấp, truy đuổi và làm nội ứng. Lúc này, Phục Linh đột nhiên dừng chân trước cửa một cung điện. Cung điện này cũng là cung điện to nhất và cao nhất trong cả Hoàng Thành. Tráng lệ, hùng vĩ, cổng lớn có hai con kỳ lân thần thú bằng bàng rồng đứng sừng sững. Ôi chao, con kỳ lân này là sống thật sao? Tuyệt Đỉnh nhìn thấy bụng của kỳ lân bằng rồng phập phồng theo từng nhịp thở, bỗng giật mình. Lúc này, mắt ma thần của cậu liền không ngừng đọc dữ liệu của kỳ lân vàng. Chật chật, nhìn hai con vật to lớn kia kìa, lại là ngọc thú cấp bậc thể thú thần, kinh thế hãi hùng, quả nhiên không hổ là đẳng cấp của nữ đế. Tuyệt Đỉnh tiên sinh, nữ đế đại nhân đang đợi ngài trong điện, xin mời. Sau đó, Tuyệt Đỉnh đi thẳng vào đại điện. Đây là chính điện của Hoàng Thành, tên là Dạ Lan Điện. Thượng Quan Lan ngày thường đều sẽ ở đây bàn bạc việc quân sự với các vị đại thần, bàn bạc những chuyện trọng yếu. Lẽ ra Dạ Lan Điện lúc đêm khuya sẽ không có ai, nhưng đêm nay Thượng Quan Lan ở đây đợi Tuyệt Đỉnh. Tuyệt Đỉnh bước vào trong điện, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Bên trong cung điện được trang trí vô cùng tinh xảo, nấu cùng chạm trổ, nguy nga lộng lẫy. Bức họa cổ kính, trang nhã, tranh màu sắc rực rỡ, tô điểm cho sự phồn vinh và thịnh vượng của triều đại. Nhìn từ cảnh tượng này, giống như bản sao của triều đại huy hoàng thời cổ đại, khiến người ta liên tưởng đến bối cảnh thế giới sôi sục hiện tại, với thế giới bị ma thú xâm chiếm có vẻ không liên quan. Tuyệt Đỉnh ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc ngai vàng, núp dưới mái hiên. Lúc này, một người phụ nữ sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đầu đội phượng trâm, nghiêng người dựa vào long ỷ, xinh đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh. Người phụ nữ này chính là người thống trị Long Quốc, cũng là người duy nhất của Long Quốc, có thực lực còn cao hơn cả ngự thú sư 10 sao. Nữ đế Thượng Quan Lan, ngươi đến rồi sao? Học sinh của Học viện Thanh Long, Tuyệt Đỉnh tham kiến nữ đế đại nhân. Tuyệt Đỉnh quỳ một gối xuống, thần thái không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng của cậu lúc này. Tuyệt Đỉnh, ngươi có biết vì sao hôm nay bản đế lại triệu riêng người đến đây không? Thuộc hạ ngu muội, kính xin nữ đế minh thị. Thượng Quan Lan khẽ mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, nụ cười ấy tựa như làn gió xuân phẳng phất trên mặt hồ trị long, như cơn mưa thu dịu dàng rơi xuống khe núi thiên ma. Màn thể hiện của ngươi ở đại hội siêu tân tinh khiến bản đế vô cùng hài lòng, hay nói cách khác, ta rất thích ngươi. Lời vừa dứt, Tuyệt Đỉnh có chút sững sờ, hắn không thể nhìn thấu tâm tư của Thượng Quan Lan, càng không biết chữ thích mà nàng nói là thích kiểu gì. Hắn chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Đa tạ nữ đế đại nhân ưu ái, thuộc hạ nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, sau này sẽ dốc lòng vì nữ đế đại nhân phân ưu, vì bách tính Long Quốc mà bài trừ nguy nan. Sau này khi người tốt nghiệp Học viện Thanh Long, ngươi có dự định gì? Thuộc hạ chỉ là một tân sinh của Học viện Thanh Long, vẫn còn phải ở lại học viện thêm 3 năm nữa, còn chuyện sau khi tốt nghiệp, thuộc hạ vẫn chưa nghĩ đến. Nghe vậy, Thượng Quan Lan ánh mắt lóe lên, nàng cười khẽ nói, bất kỳ học viên nào sau khi tốt nghiệp học viện ngự thú sư đều có 3 lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập công hội ngự thú sư. Thứ hai, gia nhập quân đội, trở thành một phần của hải, lục, không quân. Thứ ba, gia nhập tổ chức lính đánh thuê quốc tế, trở thành thợ săn tiền thưởng. Nói rồi, Thượng Quan Lan bước đến bên cạnh Tuyệt Đỉnh, đột nhiên dừng lại. Trong mắt nàng ẩn chứa vẻ kiên định khó tả. Tuyệt Đỉnh, nếu bây giờ bản đế cho ngươi lựa chọn thứ tư, ngươi có bằng lòng tiếp nhận không? Thuộc hạ không biết nữ đế đại nhân lựa chọn thứ tư mà người nói đến cụ thể là gì. Trở thành một thành viên của đế hồn. Nghe vậy, Tuyệt Đỉnh giật mình, cả người hắn cứng đờ như khúc gỗ bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ, lúng túng không biết làm sao. Nữ đế có nhầm lẫn gì không? Bà ấy muốn ta trở thành một thành viên của đế hồn. Lúc này, Tuyệt Đỉnh như bông hoa héo úa, cúi gằm mặt xuống, trong lòng tràn đầy thất vọng và lo lắng. Bởi hắn biết rõ, đế hồn chính là đội quân tử sĩ trung thành nhất của Thượng Quan Lan, mỗi thành viên đều là những tử sĩ sẵn sàng xả thân vì bà ta, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Qua lời đồn đại, hắn biết được tỷ lệ tử vong của Bạch Ngân Tế Tư, thành viên cấp thấp nhất trong đế hồn, đã lên đến 90%. Cứ mỗi tháng, đội ngũ Bạch Ngân Tế Tư lại thay máu một lần. Điều này đủ để chứng minh sự nguy hiểm của chức vụ này. Cao hơn Bạch Ngân Tế Tư một bậc là Hồng Y Tế Tư và Hắc Ngân Đại Tế Tư. Hồng Y Tế Tư cũng có tỷ lệ tử vong rất cao, hầu hết đều bỏ mạng khi thực hiện nhiệm vụ nội gián. Trong tổ chức đế hồn, chỉ có Hắc Minh Đại Tế Tư là có tỷ lệ sống sót cao nhất, đồng thời cũng là người có thực lực mạnh nhất. Để trở thành Hắc Minh Đại Tế Tư cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, đạt đến cấp bậc bát tinh ngự thú sư. Thứ hai, lập được chiến công hiển hách cho đế hồn. Thứ ba, có được sự tín nhiệm của nữ đế. Đối với người thường, việc trở thành Hắc Minh Đại Tế Tư là điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Tuyệt Đỉnh, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi có đồng ý lựa chọn thứ tư hay không? Lúc này, trong lòng Tuyệt Đỉnh đang đấu tranh dữ dội. Hắn biết rõ, một khi đã gia nhập đế hồn, không chỉ tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng, mà còn phải ở bên cạnh một người nguy hiểm như Thượng Quan Lan. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã thấy sởn gai ốc. Tuyệt Đỉnh, ngươi định còn ngẩn ngơ đến bao giờ mới chịu trả lời câu hỏi của bản đế? Trong giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Lan đã có chút thiếu kiên nhẫn. Nữ đế đại nhân, trước tiên thuộc hạ xin cảm tạ người đã ưu ái và tin tưởng. Nghe giọng điệu của ngươi là muốn từ chối ta, muốn phát thẻ người tốt cho ta sao? Lúc này, Tuyệt Đỉnh bỗng cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp ập đến.
Đó chính là khí thế toát ra từ người Thượng Quan Lan. Long lực, Thượng Quan Lan hóa thành Hắc Long, giống hệt với khí thế của Hắc Long năm xưa. Loại lực lượng này hư vô mờ mịt, không màu, không mùi, nhưng lại có thể khiến bất kỳ sinh vật nào phải chịu một áp lực tinh thần khủng khiếp, hủy diệt mọi thứ. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, sắc mặt tuyệt đỉnh tái nhợt, toàn thân run lên bần bật không thể kiểm soát. Nữ đế đại nhân, thế nào, đã suy nghĩ thông suốt chưa? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận lựa chọn thứ tư. Tuyệt đỉnh buộc phải đưa ra quyết định, trước mắt phải thuận theo ý của đối phương. Thượng Quan Lan mỉm cười, vẻ mặt hài lòng. Nàng đưa tay đỡ Tuyệt đỉnh đang quỳ một gối đứng dậy. Được tiếp xúc gần gũi với nữ đế như vậy, thậm chí còn có va chạm da thịt, nhìn khắp cả nước chỉ có mỗi mình Tuyệt đỉnh là làm được việc này. Ngươi là người thông minh, đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Lúc này Tuyệt đỉnh tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng trong lòng lại cười thầm đắc ý. Ngươi nghĩ ta sẽ thành tâm tuân theo lựa chọn đặc biệt của ngươi sao? Ngươi hãy chờ xem, để rồi xem sau này khi ta đã trưởng thành đủ mạnh, ta sẽ lật đổ ngươi. Loại tâm tư muốn chống đối với nhân vật cấp bậc như Thượng Quan Lan là điều tối kỵ. Tuyệt đỉnh chợt nghĩ đến một điều, chân mày giãn ra. Đúng là ở gần vua như ở gần hổ, nhưng đây cũng có thể là một cơ hội. Nếu đã có được sự tín nhiệm của Thượng Quan Lan, có cơ hội trở thành thành viên của đế hồn, như vậy sau này sẽ có cơ hội thay thế nàng, trở thành người tâm phúc nhất của nàng. Đến lúc đó địa vị của mình ở Long Quốc sẽ là chỉ đứng dưới một người ở trên vạn người, cộng thêm thân phận của người đàn ông mặc áo choàng đen, mình hoàn toàn có thể chiếm được tín nhiệm của nữ đế. Lúc này dạ tâm trong lòng Tuyệt đỉnh trâng lên, ánh mắt ma mị của hắn lướt qua Thượng Quan Lan, nhìn thẳng vào chiếc long ỷ phía sau. Thượng Quan Lan tuy nhìn người vô số, nhưng lại không thể nào nhìn thấu được tâm tư của thiếu niên trước mặt này. Tên nhóc này thật khác biệt so với những người khác, trên người hắn tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, tinh khiết và thuần túy. Lúc này Tuyệt đỉnh đang mưu tính xem làm cách nào để đoạt quyền, còn Thượng Quan Lan lại có một cảm giác khó tả với Tuyệt đỉnh. Cảm giác này không phải là nhất thời, mà giống như là định mệnh. Bởi vì ở đâu đó trong bóng tối, giữa hai người dường như có một sợi dây liên kết vô hình không thể nào cắt đứt. Nữ đế đại nhân, ngươi còn chuyện gì nữa không ạ? Nếu không còn gì nữa, thuộc hạ xin phép về nghỉ ngơi. Khoan đã, trước khi ngươi rời đi, ta muốn đích thân tự tay tặng ngươi một món quà. Lúc này linh lực của Thượng Quan Lan đột nhiên hơi dâng trào, bên ngoài cung điện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Bỗng nhiên một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh Tuyệt đỉnh, một giây sau bên cạnh Thượng Quan Lan xuất hiện một con ngọc thú, đầu rồng, thân nai, da rắn, móng ngựa. Đây là ngọc thú hệ kỳ lân, trong dòng chảy lịch sử lừng danh của ngự thú sư Long tộc, Phượng Hoàng tộc và Kỳ Lân tộc, ba đại huyết mạch đứng vững trên đỉnh cao. Long tộc thuần chủng trong cuộc chiến đồ long 200 năm trước đã tuyệt diệt, trở thành bụi trần lịch sử. Hiện tại trong Long quốc ba đại huyết mạch chỉ còn lại Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Diệp gia, một trong tứ đại ngự thú thế gia, chuyên môn về điều khiển ngự thú hệ Phượng Hoàng, mà Thượng Quan Lan giỏi nhất trong việc thao túng ngự thú chính là Kỳ Lân. Tuyệt đỉnh nghe nói sau khi Thượng Quan Lan trở thành Long quốc nữ đế, đã ký kết khế ước với hơn 100 con ngự thú hệ Kỳ Lân. Giờ phút này con Kỳ Lân bên cạnh Thượng Quan Lan có cấp bậc tương đối thấp, có lẽ là ấu thể mới sinh không lâu. Mà Tuyệt đỉnh lúc này cũng bị ngoại hình của con Kỳ Lân này hấp dẫn sâu sắc. Kỳ Lân toàn thân màu lam u, giữa những chiếc vảy có dòng điện màu lam tùy ý xuyên qua. Một viên ngọc hình thoi được khảm trên trán Kỳ Lân. Bỏ qua huyết mạch và thiên phú phi phàm, ngoại hình con Kỳ Lân này phong thần tuấn lãng, chỉ bằng nhan sắc đã có thể chiếm được trái tim của bất kỳ ngự thú sư nào. Tuyệt đỉnh mở mắt ma thần, bảng dữ liệu của ngọc thú trước mắt cũng hiện lên. Ngọc thú Kỳ Lân còn non, cấp bậc thể hoàn thiện, giai đoạn 1, huyết mạch Kỳ Lân nhất tộc, huyết mạch huyễn thần phẩm chất, thiên phú 1, lôi điện cảm ứng trong thời tiết sấm sét mưa bão, các thuộc tính như công kích, phòng ngự, nhanh nhẹn đều tăng gấp 3 lần. Thiên phú 2, phi lôi ứng dụng, sau khi dùng lôi điện đánh dấu kẻ địch có thể thời gian di động đến phía sau kẻ địch. Thiên phú 3, chứa kích hoạt, điều kiện kích hoạt cấp bậc đột phá siêu phàm thể, dục huyết thần lôi, máu của bản thân chuyển hóa thành lôi điện màu đỏ, gây ra hiệu ứng rối loạn tư duy cho kẻ địch. Thiên phù 4, chứa kích hoạt, điều kiện kích hoạt cấp bậc đột phá siêu phàm thể, lôi đỉnh tịnh hóa, dùng thiên lôi tẩy lễ bản thân và đồng đội, thanh tẩy hiệu ứng tiêu cực trên người như thiêu đốt, trúng độc, giảm tốc độ, vân vân. Thuộc tính ngọc thú trị liệu hệ lôi, độ trung thành 30, kỹ năng lôi đỉnh vạn quân, ngửa mặt lên trời gầm rú, từ trong bóng tối đánh xuống 18 đạo thiên lôi, gây sát thương nổ phạm vi lên kẻ địch. Số lượng thiên lôi tăng lên theo sự gia tăng thực lực. Thiểm điện tỏa liên, vung đuôi quất ra thiểm điện tạo thành xiềng xích, trói buộc đơn vị địch. Kỹ năng thức tỉnh, chứa kích hoạt, tuyến tiến hóa, lôi vũ Kỳ Lân, lôi nộ Kỳ Lân thú, lôi đỉnh Kỳ Lân vương, tử tiêu lôi linh hoàng. Sở thích, tắm mưa, mài răng. Tuyệt đỉnh hết hơi mới đọc lướt qua bảng dữ liệu dày đặc này, trong lòng vô cùng chấn động. Quả nhiên là ngự thú hệ Kỳ Lân, một trong ba đại huyết mạch, mọi mặt dữ liệu đều quá toàn diện, gần như không có điểm yếu. Lúc này Thượng Quan Lan xoa nhẹ đầu lôi vũ Kỳ Lân, nhìn về phía Tuyệt đỉnh trước mặt. Ngươi thích con ngọc thú này chứ? Nữ đế đại nhân nói đùa rồi, nhìn khắp cả Long quốc lại có thể có mấy người ký kết khế ước với ngọc thú Kỳ Lân chứ?
em rằng chỉ là gặp mặt một lần cũng khó như lên trời, càng không có bất kỳ ngự thú sư nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của ngọc thú hệ kỳ lân. Thích là tốt rồi, vậy thì con ngọc thú này bản đế sẽ ban tặng cho ngươi. Nghe được lời này, Tuyệt Đỉnh há hốc mồm, trên mặt viết đầy hai chữ kinh ngạc. Ngọc thú hệ kỳ lân là ngọc thú hoàng gia sử dụng, chỉ có Thượng Quan Lan và con gái của Thượng Quan Lan, cũng chính là Long Quốc công chúa Thượng Quan Thiển mới có tư cách điều khiển. Lúc này, nụ cười của Thượng Quan Lan lộ ra một tia thâm ý. Con ngọc thú này bản đế sẽ không ban tặng cho ngươi một cách vô ích, cần ngươi hoàn thành một điều kiện. Trong siêu tân tinh thí luyện vào tháng sau, ngươi phải tiếp nhận một nhiệm vụ thí luyện các PC và hoàn thành nhiệm vụ. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Món quà này, Thượng Quan Lan đã đặt ra một điều kiện tiên quyết. Siêu tân tinh thí luyện là thí luyện dành cho các tuyển thủ của mỗi khóa siêu tân tinh đại hội. Một tháng sau khi siêu tân tinh đại hội kết thúc, siêu tân tinh thí luyện sẽ được mở ra. Bất kỳ ai đã từng lên đài trong đại hội đều có thể tham gia thí luyện. Độ khó thí luyện được chia thành 4 cấp bậc. Độ khó tăng dần theo thứ tự là C, B, Anh, AC. Thông thường, các tuyển thủ thường lựa chọn nhiệm vụ thí luyện cấp B. Quán quân của các khóa siêu tân tinh đại hội trước đây sẽ tăng thêm một chút độ khó, lựa chọn nhiệm vụ thí luyện cấp Anh. Trong bất kỳ khóa siêu tân tinh thí luyện nào trước đây, tổng cộng chỉ có 8 tuyển thủ lựa chọn nhiệm vụ thí luyện cấp Anh. Trong đó có 6 tuyển thủ thực hiện nhiệm vụ thất bại, chỉ có 2 tuyển thủ miễn cưỡng vượt qua nhiệm vụ thí luyện cấp AC. Xét về xác suất, nhiệm vụ thí luyện cấp AC có thể nói là 9 phần chết, 1 phần sống. Nhiệm vụ cấp AC còn được gọi đùa là nhiệm vụ địa ngục. Tuyệt Đỉnh cũng có chút nghe nói qua về điều này. Đang lúc trầm tư, Thượng Quan Lan đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyệt Đỉnh. Nhìn vẻ mặt của ngươi, chẳng lẽ nhiệm vụ cấp AC quá khó khăn với ngươi sao? Ta biết, nữ đế đại nhân làm như vậy là để kiểm tra tiềm năng của ta, xem rốt cuộc có thể đạt đến điều kiện trở thành ứng cử viên thành viên tổ chức đế hồn hay không. Xem ra bản đế đã không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên thông minh. Nữ đế đại nhân, ta sẽ chọn nhiệm vụ cấp AC trong siêu tân tinh thí luyện một tháng sau. Rất tốt, hy vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của bản đế đối với ngươi. Lúc này, trong mắt Thượng Quan Lan, sự yêu thích dành cho Tuyệt Đỉnh lại tăng thêm một phần. Bà chưa từng coi trọng một người trẻ tuổi nào như vậy. Trong lòng bà rốt cuộc đang toan tính điều gì, không ai biết cả. Trời đã tối, ngươi lôi xuống đi. Nghe được lời này, Tuyệt Đỉnh như chút được gánh nặng. Sau khi hành lễ với Thượng Quan Lan, quay người đi về phía cửa điện. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía sau lại truyền đến giọng nói của Thượng Quan Lan. Tạ Duy An chính là tên thiếu niên thiên tài bị ngươi đánh bại trên võ đài kia. Cha của hắn là Tạ Trung cũng đã nhiều lần tìm đến bản đế, hy vọng bản đế có thể bồi dưỡng Tạ Duy An trở thành ứng cử viên thành viên tổ chức đế hồn. Nhưng đối với đề nghị của Tạ Trung, bản đế vẫn chưa đồng ý. Ngươi có biết tâm tư của bản đế đối với ngươi không? Tuyệt Đỉnh chăm chú lắng nghe từng chữ Thượng Quan Lan nói. Tâm tư của Tạ Trung hắn có thể hiểu được. Tổ chức đế hồn chính là cấm quân mà Thượng Quan Lan tín nhiệm nhất, cũng là vương triều tình báo quân sự của cả Long Quốc. Mê mơ, nếu con trai ông ta có thể vào được tổ chức đế hồn, quyền thế của Tạ gia sẽ càng lên một tầng cao mới. Ta, Tuyệt Đỉnh, tuyệt đối không để nữ đế đại nhân thất vọng. Nhìn theo bóng lưng Tuyệt Đỉnh rời đi, trong lòng Thượng Quan Lan dâng lên muôn vàn cảm xúc. Chỉ có bà biết, bản thân đang chơi một ván cờ, vốn dĩ quân trắng đã rơi vào thế yếu. Chỉ vì sự xuất hiện của một quân cờ, cả bàn cờ bỗng chốc trở nên cân bằng. Tuyệt Đỉnh, hy vọng bản đế sẽ không nhìn lầm ngươi. Sau khi rời khỏi Dạ Lan Điện, Tuyệt Đỉnh không trở về khách sạn 5 sao ở Tứ Linh thành phố, mà đến khu rừng ngoại ong Tứ Linh. Ánh trăng chiếu xuống khu rừng chìm trong màn sương mù dày đặc, hiệu ứng tin đơn lộng lẫy đẹp mê hồn. Tuyệt Đỉnh ngồi dưới gốc cây, bên cạnh có hai mỹ nữ là Cửu Vĩ Thiên Hồ Lộ Lộ và Thiên Tai Quỷ Mãng Medusa. Này Lộ Lộ, xa xa hai em làm gì mà nghiêm túc quá vậy, khiến bầu không khí rất căng thẳng đấy. Có thể cười lên một cái được không? Lốc ạ, bây giờ ngươi còn mặt mũi mà cười sao? Ngươi có biết đạo lý làm bạn với vua như chơi với hộ hay không? Nghe Lộ Lộ nói vậy, Tuyệt Đỉnh bất đắc dĩ thở dài. Tôi đương nhiên là biết, nhưng xin hỏi Lộ Lộ thân yêu của anh, lúc đó tình hình như thế, nếu tôi không đồng ý với Thượng Quan Lan thì bà ta sẽ bóp chết tôi ngay tại chỗ mất. Nghe Tuyệt Đỉnh nói vậy, Lộ Lộ lập tức á khẩu không nói nên lời. Cô biết rất rõ ràng cách làm việc của Thượng Quan Lan. Lúc đó Tuyệt Đỉnh căn bản không còn lựa chọn nào khác. Nhìn sang Medusa, tâm trạng ổn định hơn Lộ Lộ một chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Chủ nhân, tôi có thể hiểu được tình cảnh của ngài lúc đó. Đồng ý với Thượng Quan Lan là kế sách quyền nghi trong lúc bất đắc dĩ. Nhưng tôi vẫn cần phải nhắc nhở chủ nhân một chút. Thành viên cấp cơ sở của tổ chức đế hồn kia, với tỷ lệ tử vong của Bạch Ngân Tế tự vượt quá 90% đấy. Nếu 3 năm sau, khi ngài tốt nghiệp Thanh Long Học Viện, thật sự gia nhập tổ chức đế hồn, thì chắc chắn sẽ phải trải qua 9 phần chết 1 phần sống. Lúc này, Tuyệt Đỉnh thu lại vẻ mặt thần thái bất cần đời, trong lòng cậu cũng hiểu rõ với quyết định của mình. Lộ Lộ, xa xa, có đôi khi trong tử cục lại ẩn chứa con đường sống duy nhất. Chủ nhân, ý của người rốt cuộc là gì vậy? Hai em còn nhớ trước khi tôi rời khỏi Dạ Lan Điện chứ? Những câu nói cuối cùng của Thượng Quan Lan là gì? Bà ta nói, Tạ Trung muốn Tạ Di An sau này gia nhập tổ chức đế hồn, nhưng bà ta từ chối đề nghị của Tạ Trung. Ngươi nói như vậy, hình như ta đã hiểu ra chút gì đó rồi. Thượng Quan Lan vốn có tính cách đa nghi, ngay cả với người thân cận nhất bên cạnh bà ta là Tạ Trung, thì hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thêm vào đó, thế lực nhà họ Tạ ngày càng lớn mạnh, tương lai thậm chí có khả năng thoát khỏi sự khống chế của Thượng Quan Lan. Chính xác, đây chính là con đường sống trong tử cục đấy. Tại sao Thượng Quan Lan lại để mắt đến tôi? Là vì thiên phú của tôi sao?
Đúng vậy, nhưng không phải là tất cả. Lúc này, Tuyệt Đỉnh đứng dậy, chống tay đứng thẳng, đứng dưới ánh trăng, giống hệt siêu anh hùng giải cứu thế giới, bên cạnh là hai người đẹp cùng bầu bạn. Trong lòng Thượng Quan Lan cho rằng, chỉ cần bồi dưỡng tôi lên, thì tôi sẽ không kết bè kết phái, tôi sẽ chỉ toàn tâm toàn ý trung thành với bà ta, sẽ chỉ biết làm thanh kiếm trong tay, làm quân cờ trong bàn cờ của bà ta. Đó là vì Tuyệt Đỉnh tôi không quyền không thế, xuất thân bình thường, lý lịch còn trong sạch hơn cả tờ giấy trắng. Nghe vậy, Lộ Lộ và Medusa đồng thời gật đầu, rất tán thành phân tích của Tuyệt Đỉnh. Lúc này, nụ cười của Tuyệt Đỉnh lộ ra dạ tâm ngùn ngụt. Như vậy, tôi chỉ cần tiếp tục diễn tiếp là có thể từng chút có được sự tin tưởng của Thượng Quan Lan, cho đến khi tôi trở thành người mà bà ta tin tưởng nhất trên thế giới này. Thằng nhóc thối, mày đây là đang đùa với lửa đấy. Nói sai rồi, tôi chỉ đang đùa với lòng người thôi. Chủ nhân, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, mũi tên đã bắn thì không thể thu hồi được đâu. Chuyện này, nếu một khi thất bại, thì chúng ta sẽ chết chắc. Ván cờ này chỉ cần hai em đi theo tôi nhất định sẽ dẫn dắt hai em đi đến chiến thắng cuối cùng. Lúc này, Medusa đột nhiên quỳ một gối xuống, ánh mắt cô ấy ngấn lệ, giọng nói run rẩy. Mạng này của tôi là do chủ nhân ban tặng, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, tôi cũng nguyện đi theo chủ nhân. Nhìn Medusa bày tỏ lòng trung thành, Lộ Lộ ngơ ngác. Này này con rắn nhỏ kia, từ lúc nào mà ngươi lại học được cách nịnh hót như thế? Xa xa đã bày tỏ lập trường rồi, còn Lộ Lộ của anh thì sao đây nhỉ? Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao ta cũng sẽ luôn ở phía sau ủng hộ ngươi mà. Lúc này, một người và hai thú cùng nhau ngẩng đầu nhìn về vầng trăng sáng vằng vặc trên trời, cùng suy nghĩ hướng về tương lai, dạ tâm cuồn cuộn trong màn sương mù dày đặc. Nếu sau này Tuyệt Đỉnh có thể xưng vương xưng đế, vậy thì hai người này chính là đôi cánh của bậc đế vương. Sáng sớm hôm sau, tại sân bay Tứ Linh, Tuyệt Đỉnh cùng mọi người lên máy bay. Ngoại trừ bọn họ, Hoàng Hạng Nhất không có một bóng người. Tuyệt Đỉnh, từ sáng sớm thức dậy đến giờ, ngươi cứ ôm khư khư cái hộp này trong tay không rời. Bên trong hộp rốt cuộc là cái gì vậy? Cứ làm vẻ thần thần bí bí. Hắc hắc, đây chính là quà mua tặng chị gái đấy. Nhanh nói cho anh em tốt biết bên trong là gì đi. Nói thật nhé, toàn là đặc sản của Tứ Linh thành phố. Khô bò phong dương, khô heo kho tàu, khô thịt dê nướng, mứt dưa hấu, chân giò rút xương, khoai tây nghiền mù tạt, cá tím trộn ớt, bánh quy mật ong. Đây là tôi đã xếp hàng cả đêm qua, đặc biệt mua cho chị gái và manh manh đó. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý đồ với đống đồ ăn này. Ngay cả chảy nước miếng cũng không có phần của cậu đâu. Cho tóc vàng ăn cũng không cho cậu ăn, tức không? Không cho thì thôi, bản thiếu gia tự mua cũng được. Các em học sinh, các em đã thay mặt Thanh Long Học Viện giành được chức vô địch giải đấu siêu tân tinh năm nay. Trong vòng vài tiếng đồng hồ tới, chiếc máy bay này thuộc về các em. Viện trưởng, ngài quá khách sáo rồi. Không cần khách khí, em có thể giành được vinh dự cao nhất cho Thanh Long Học Viện. Tất cả những điều này đều xứng đáng. Sau đó máy bay bắt đầu cất cánh, xuyên thẳng qua tầng mây. Lúc này, trong lòng Tuyệt Đỉnh chỉ nghĩ đến chị gái Nhược Lâm, còn có cô em gái cổ linh tinh quái Diệp Liễu Thơ. Chị gái tôi là người phụ nữ tốt nhất thế giới. Rồi, chị gái cậu là người phụ nữ tốt nhất thế giới được chưa? Thế còn em gái tôi thì sao hả? Tóc vàng cũng rất tốt, còn xinh đẹp nữa, dáng người cũng chuẩn. Tuy tính cách hơi khó gần, nhưng rất lương thiện. Mộ Dung Hân ngồi một bên, lặng lẽ nghe Tuyệt Đỉnh khen ngợi. Một cô gái ưu tú như vậy, từ nhỏ đến lớn không biết đã nghe qua bao nhiêu lời khen ngợi, vì thế đã sớm nghe quen rồi. Nhưng lúc này, cô lại nở một nụ cười. Tuyệt Đỉnh, tôi hỏi cậu thêm câu nữa. Nếu sau này cậu tìm vợ, thì cậu định tìm người như thế nào? Vậy thì sẽ như chị gái tôi vậy. Ngoại trừ chị gái cậu thì sao? Vậy thì như tóc vàng chứ sao? Tốt, mày được lắm Tuyệt Đỉnh. Tao coi mày là anh em tốt, mày lại muốn ngủ với em gái tao. Mộ Dung Dương huynh, ngươi đừng kích động, tôi chỉ đùa thôi mà. Lúc này, Mộ Dung Dương giả vờ tức giận, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Có vẻ Tuyệt Đỉnh và em gái mình có hy vọng rồi. Hắc hắc hắc. Đến giữa trưa, máy bay hạ cánh. Tuyệt Đỉnh cùng mọi người vừa bước ra khỏi sân bay đã bị người dân Long Ẩn Thành nhiệt tình vây quanh, tiếng hò reo vang lên không dứt. Chào mừng các tiểu anh hùng trở về nhà. Tuyệt Đỉnh ơi, chị yêu em. Cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, Tuyệt Đỉnh không khỏi giật mình. Đây là buổi chào đón tự phát của người dân. Không chỉ ở sân bay, từ sân bay đến Thanh Long Học Viện, hai bên đường đều đã chật kín người dân đến xem. Tuyệt Đỉnh cùng mọi người ngồi trên xe, chậm rãi di chuyển trong đám đông để tương tác với người dân. Tuyệt Đỉnh trèo lên nóc xe, tay cầm cúp vô địch giải đấu siêu tân tinh, nở nụ cười rạng rỡ. Tuyệt Đỉnh ngầu bá cháy, Tuyệt Đỉnh đẹp trai quá, anh là con ngựa ông mạnh nhất thế kỷ này, là thần tượng vĩnh cửu của tôi. Tiếng reo hò của mọi người dành cho Tuyệt Đỉnh đủ để chứng minh vị thế hiện tại của Tuyệt Đỉnh ở thành phố Long Ẩn. Người dân cả nước đều đã xem trực tiếp giải đấu siêu tân tinh, nên tất cả đều biết rõ Tuyệt Đỉnh mới là người có công lớn nhất giúp Thanh Long Học Viện giành chức vô địch. Trong phút chốc, Tuyệt Đỉnh trở thành cậu hùng trong mắt người dân Long Ẩn Thành, bọn họ dành cho cậu sự kính trọng và hò reo cao nhất. Lúc này, trong đám đông ồn ào náo nhiệt đó, có một người ăn xin đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, hắn đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Tuyệt Đỉnh. Nhìn Tuyệt Đỉnh được vạn người tung hoan hô như vậy,
Gã ăn mày kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Vương Long, con trai của cựu phó viện trưởng Thanh Long Học viện, Vương Đông Thăng. Nói đến Vương Long, hắn từng bị đuổi học vì vi phạm nội quy học viện. Vương Đông Thăng khi đó muốn bỏ phiếu phản đối nhưng bất thành, thậm chí còn âm thầm đánh rất tuyệt đỉnh nhưng bị phản sát ngược trở lại. Lúc này, Vương Long vẫn chưa biết tin cha mình đã chết, hắn vẫn luôn cho rằng ông chỉ là mất tích. Cũng chính vì sự biến mất bí ẩn của cha, khiến Vương Long trở thành kẻ mất nhà, bị người đời khinh rẻ. Tuyệt đỉnh chó chết, mày cứ chờ đấy cho tao. Vương Long nghiến răng nghiến lợi, thầm nhắc đến cái tên Tuyệt đỉnh. Phải biết rằng, chỉ vài tháng trước, Tuyệt đỉnh và hắn đều là tân sinh của Thanh Long Học viện. Vậy mà giờ đây, mọi chuyện đã khác xưa nhiều rồi. Tuyệt đỉnh giành chức vô địch đại hội siêu tân tinh, trở thành thiếu niên anh hùng trong mắt người dân Long Ẩn Thành. Ngược lại, Vương Long không chỉ mất đi tư cách ngự thú sư, mà còn trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, khoảng cách giữa hai người như trời với đất. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vai Vương Long. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật bắn mình. Một người đàn ông mặc quần áo kỳ quái, mũ đội sụp xuống, trên mặt nở nụ cười nham hiểm. Vương Long, con trai của Vương Đông Thăng. Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta? Chẳng lẽ ngươi quen biết phụ thân ta sao? Nghe Vương Long nói, người đàn ông bí ẩn không trả lời, chỉ nở một nụ cười âm hiểm, rồi liếc nhìn Tuyệt đỉnh trong đám đông. Xem ra, ngươi có vẻ rất căm hận tên thiên tài anh hùng này nhỉ? Hắn thì là cái thá gì mà thiên tài, nếu không phải ta. Đáng tiếc, bây giờ người đứng ở đó là hắn. Vương Long siết chặt nắm tay, cơn giận bùng lên. Người đàn ông bí ẩn nhìn Vương Long, cười khẩy một tiếng, sau đó liền ấy ra một tấm danh thiếp. Nếu muốn đánh bại Tuyệt đỉnh, hãy đến tìm ta. Vương Long còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông bí ẩn đã biến mất trong đám đông. Kỳ lạ, tên kia rốt cuộc là ai vậy? Lúc này, Vương Long cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay. Khi nhìn rõ chữ viết trên đó, đồng tử hắn đột nhiên co rút, chỉ thấy trên danh thiếp viết rõ ràng mấy chữ: Đoạt hồn công, đoạt hồn quán. Sau khi lễ diễu hành kết thúc, Tuyệt đỉnh và mọi người quay trở lại lớp học như thường lệ. Hai anh em Mộ Dung trở về lớp của mình, Tuyệt đỉnh cũng về lớp 3. Ngô Sinh Hữu và Vương Đạt Nguyên không chỉ là bạn học, mà còn là bạn cùng phòng ký túc xá của Tuyệt đỉnh. Hai người cứ như hình với bóng bám theo Tuyệt đỉnh, miệng không ngừng xu nịnh: thôi nào, không phải chỉ là vô địch thôi sao? Không phải chỉ cần có tay là làm được thôi mà, không cần phải nịnh nọt như vậy đâu. Tao nói thật, kiếp này được làm bạn học với vị đại thần như cậu, lại còn là bạn cùng phòng nữa chứ, thật sự là phúc đức kiếp trước của tao. Cả đời này, tao, Vương Đạt Nguyên, chỉ phục Tuyệt đỉnh, sau này cứ bám theo nó kiếm ăn là được. Nịnh nọt xong, hai người đồng thanh hô vang: đi theo Tuyệt đỉnh, ngày ăn 9 bữa, hi 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 hi. So với Tuyệt đỉnh, tài năng của Ngô Sinh Hữu và Vương Đạt Nguyên chỉ có thể coi là tầm thường. Với địa vị hiện tại của Tuyệt đỉnh hoàn toàn có thể xa lánh hai người này, bởi họ chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả. Tuy nhiên, Tuyệt đỉnh là người trọng tình trọng nghĩa, là những người bạn cùng phòng số 312 trong ký túc xá. Cậu càng có mong muốn giúp đỡ hai người bạn này. Lão Ngô, nghe nói cậu và Đạt Nguyên đều đã vượt qua kỳ thi sát hạch hai sao ngự thú sư rồi phải không? Hi hi, đúng vậy, là bạn cùng phòng của siêu sao Tuyệt đỉnh, chúng tôi sao có thể kéo chân cậu được. Nào, hai cậu xem này đi, tôi đã dựa theo đặc điểm ngọc thú của mỗi người để soạn ra kế hoạch tu luyện và sắp xếp huấn luyện riêng rồi, chắc là sẽ rất hữu ích cho việc nâng cao thực lực của hai cậu đấy. Ngô Sinh Hữu nhận lấy tập tài liệu, nhìn thấy những dòng chữ chi chít, bất giác hai mắt rưng rưng. Tuyệt đỉnh, cậu đúng là ân nhân tài thế của tôi mà, thật là quá tốt với tôi rồi. Cậu còn ghi chú cả cách giảm đau nhức cơ bắp và một số phương pháp điều trị hiệu quả khác nữa. Cảm ơn cậu, Tuyệt đỉnh, cậu là ân nhân của tôi, đúng là ân nhân của bạn cùng phòng. Tuyệt đỉnh thật chu đáo. Hôm sau, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Thiên Nhiên bước vào lớp 3. Được rồi, các em ở phía sau trật tự nào, trở về chỗ ngồi của mình đi. Tôi biết mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng tại giải đấu của Thanh Long Học viện. Hơn nữa, người hùng của chúng ta, bạn học Tuyệt đỉnh lại học ở lớp mình, nên tôi có thể hiểu được sự phấn khích của các em. Nhưng các em cần phải tập trung. Giọng Trần Thiên Nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua từng học viên. Tuần sau sẽ là ngày thi giữa kỳ đấy, tất cả các em hãy chuẩn bị cho thật tốt đi nhé. Vừa dứt lời, cả lớp xôn xao. Trời ơi, nhanh vậy sao? Mình còn tưởng mới vừa khai giảng không bao lâu mà, không ngờ đã sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Cứ nghe đến thi cử là tôi lại đau đầu. Hesi, mong là đệ thi lần này đừng khó quá. Kỳ thi giữa kỳ của Thanh Long Học viện được chia làm hai phần. Một là thi viết, đánh giá kiến thức lý thuyết của học viên. Thứ hai là thi thực hành, học viên sẽ phải trực tiếp ra chiến trường, đối mặt với ma thú. Lúc này, Trần Thiên Niên bắt đầu giới thiệu về phần thi thực hành. Địa điểm thi giữa kỳ lần này là tuyến đường sắt số 13. Chắc hẳn các em đều biết, những tuyến đường sắt được đánh số ở Long Ẩn Thành đều là những tuyến đường chuyên chở vật tư quân sự. Từ Long Ẩn Thành đến Hoàng Yên Thành chính là ga xuất phát và ga cuối cùng của tuyến đường sắt số 13. Nội dung bài thi là hộ tống đoàn tàu tướng quân sĩ và vật tư đến Hoàng Yên Thành an toàn. Chắc các em cũng đã biết, môi trường khắc nghiệt của Hoàng Yên Thành. Trên đường đi, đoàn tàu sẽ phải đi qua 3 khu vực nguy hiểm: Ngũ Độc Hẻm Núi, Khôn Ngô Sơn và Bạch Cốt Huyên. Trong thời gian đó, sẽ có ma thú tấn công đoàn tàu. Thầy ơi, ma thú trong đó cấp bậc bao nhiêu ạ? Hi hi, hỏi đúng chỗ rồi đấy. Trong kỳ thi giữa kỳ lần này, rất có thể sẽ xuất hiện ma thú thể siêu việt, thậm chí là cả ma thú thể thú vương nữa. Trần lão sư, thầy không đùa đấy chứ?
chúng ta mới chỉ vừa vượt qua kỳ thi ngự thú sư 2 sao thôi. Nếu như gặp phải ma thú cấp thể thú vương, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Em còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đây đâu phải là kỳ thi giữa kỳ nữa, mà rõ ràng là đề thi toàn câu hỏi đoạt mạng. Yên lặng nào. Các em học sinh đừng vội. Đội ngũ phụ trách hộ tống chuyến tàu số 13 lần này là Thương Khung Công hội. Các em là học sinh, mục đích tham gia hộ tống là để học tập và rèn luyện mà thôi. Nếu trên đường thực sự gặp phải ma thú cấp bậc cao, thì Thương Khung Công hội đương nhiên sẽ ra tay. Trần Thiên Niên nói xong, các học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Thương Khung Công hội là công hội đứng thứ 2 ở thành phố Long Ẩn, thực lực hoàn toàn có thể bảo đảm. Cho nên, các em chỉ cần đi theo các vị tiền bối của Thương Khung Công hội. Trên đường cần phải chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối, trong khả năng của mình hỗ trợ tiêu diệt ma thú, đương nhiên là không cần chiến đấu với ma thú thể thú vương. Vậy là được rồi. Lúc này, Tuyệt Đỉnh Nhéo Cằm bắt đầu phân tích về kỳ thi giữa kỳ. Có đội ngũ của Thương Khung Công hội đi cùng, nguy hiểm của kỳ thi giữa kỳ này cũng không tính là lớn. Nói chẳng ra là để cho học sinh chúng ta ra ngoài mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu từ các vị tiền bối. Đúng rồi, nếu đội ngũ phụ trách hộ tống chuyến tàu số 13 là Thương Khung Công hội, vậy thì có thể gặp Yên Vũ tỷ tỷ. Đi đến đây, mông của Tuyệt Đỉnh bỗng rung lên. Cậu lấy điện thoại ra xem, đúng là tin nhắn của Tần Yên Vũ. Tiểu đệ, chị vừa nhận được tin, kỳ thi giữa kỳ của lớp 3 các em là đi cùng với Thương Khung Công hội chúng ta, cùng nhau hộ tống vật tư quân sự trên chuyến tàu số 13. Đúng rồi Yên Vũ tỷ, em cũng vừa nghe Trần lão sư nói. Tuyệt quá, chúng ta chị em cuối cùng cũng có cơ hội kề vai chiến đấu lần đầu tiên rồi. Tần Yên Vũ rất kích động, liên tục gửi rất nhiều tin nhắn, còn hẹn Tuyệt Đỉnh tối nay cùng nhau ăn tối. Được rồi, hẹn gặp lại Yên Vũ tỷ tỷ nhé. Các em học sinh, chuyện kỳ thi giữa kỳ lần này tạm thời nói với mọi người đến đây. Các em nhớ phải ôn tập lại bài lý thuyết hôm qua nhé. Tuyệt Đỉnh, em đi ra ngoài với thầy một lát. Trần lão sư tìm em có việc gì vậy ạ? Kỳ thi giữa kỳ tuần sau, em có tự tin không? Trần lão sư yên tâm, em sẽ không để thầy thất vọng. Nghe Tuyệt Đỉnh nói vậy, Trần Thiên Niên vỗ vai Tuyệt Đỉnh với vẻ mặt đầy an ủi. Kỳ thực, kỳ thi giữa kỳ đối với Tuyệt Đỉnh mà nói không có gì phải lo lắng. Ga cuối của chuyến tàu số 13 chính là Thành Hoàng Yên, mà thành chủ Chu Hùng sớm đã quay về Thành Hoàng Yên tiếp tục trấn giữ. Bởi vì lần trước Tuyệt Đỉnh đã chữa khỏi virus sa mạn ở Tây Hoàng cho ông ta, Tuyệt Đỉnh và Chu Hùng đã trở thành bạn vong niên. Hơn nữa, Chu Hùng cũng đã hứa sẽ giúp Tuyệt Đỉnh hái ma ngân hoa, một loài hoa đặc hữu của Cổ Băng Xuyên. Hiện tại trong tay Tuyệt Đỉnh đã có Phượng Vĩ Thảo và phân của ma thú cấp thể thú thần, thêm ma ngân hoa nữa là có thể nuôi dưỡng thiên hồn đằng thú ở dạng mầm non. Lần này Tuyệt Đỉnh đến Thành Hoàng Yên là có thể đến chỗ Chu Hùng lấy ma ngân hoa. À đúng rồi, viện trưởng bảo thầy đưa cái này cho em. Đây là hộp ma tinh của ma thú thể hoàn thiện liệt diễm, đến từ đây cũng là món quà của viện trưởng, giúp địa ngục u minh sói của em có thể tiếp tục đột phá thăng cấp. Tuyệt quá, Trần lão sư, thầy giúp em cảm ơn viện trưởng với ạ. Em giúp Thanh Long học viện đoạt giải quán quân, viện trưởng thưởng cho em là chuyện nên làm, không cần phải cảm ơn bà ấy đâu. Cũng sắp đến giờ tan học rồi, tan học thì về nhà chơi với chị gái đi. Nhân tiện chuẩn bị thật tốt, dưỡng tinh thần, tích lũy sức lực, tuần sau còn phải thi giữa kỳ nữa đấy. Sau đó, Tuyệt Đỉnh trở về lớp học, các học sinh khác đều đang ôn tập lý thuyết. Chỉ có tâm trí của cậu đã bay về nhà, nhớ nhung chị và em gái. Còn 5 phút nữa là tan học, về nhà là có thể gặp chị gái rồi. Không đúng, khí tức này, đây là khí tức của Long Lực, chẳng lẽ là Thượng Quan Lan? Không đúng, Long Lực này rất thuần khiết, rất thánh khiết, chắc chắn không phải Thượng Quan Lan. Còn Hắc Long đó, hừ. Lúc này, Tuyệt Đỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ ửng dịu dàng, chỉ có một đàn bồ câu trắng bay ngang qua nền trời, bầu không khí yên tĩnh, thanh bình. Long Lực là khí tức đặc biệt nhất trên thế giới, người thường căn bản không thể nào nhận ra. Thế nhưng Tuyệt Đỉnh, ngay cả khi không sử dụng năng lực cảm chi của mắt ma thần, vẫn có thể cảm ứng được sự dao động của Long Lực. Về điểm này, dường như là thiên phú bẩm sinh. Nguồn gốc dao động của Long Lực, hình như là... Tuyệt Đỉnh một lần nữa ngẩng đầu lên cao hơn, nhìn lên bầu trời qua cửa sổ lớp học, lông mày nhíu chặt. Chết tiệt, không nhìn thấy gì cả, nhưng mà mình mơ hồ có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ trên thế giới này ngoài con Hắc Long Thượng Quan Lan ra, còn có cự long thần chủng khác còn sống sao? Lúc này, trên tầng mây, cao đến vạn trượng, một con quái vật khổng lồ lướt qua phía trên thành phố Long Ẩn. Thân hình của nó vô cùng siêu to khổng lồ, bay lượn trên mây, vảy rồng màu đỏ rực lay động theo gió. Một cái đầu rồng to lớn xông ra khỏi lớp mây mù, trong miệng ngậm ngọn lửa màu đỏ vàng. Trên gương mặt ai phong lẫm liệt vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài hẹp, tăng thêm vẻ bá khí, lại có chút ngang tàng. Không khó để phán đoán từ hơi thở tỏa ra từ con cự long này, đẳng cấp đã vượt qua thể thú thần, đạt đến cấp bậc thể tinh hệ, là ngọc thú cấp thể tinh hệ. Như tên gọi của nó, sở hữu sức mạnh khủng khiếp có thể tiêu diệt cả thần minh. Mà trên đỉnh đầu cự long màu đỏ vàng đang đứng một nam một nữ, người đàn ông mặc áo choàng dài màu nâu, tóc hơi rối bù, trên mặt có một vết sẹo hình tam giác ngược, nhưng vẻ đẹp trai giữa hai hàng lông mày đủ để vượt qua hàng vạn dặm. Từ trên người đàn ông này có thể nhìn thấy sự từng trải vô tận, mang đến cho người ta cảm giác như một lưỡi kiếm đã theo gió ngàn dặm. Mặc dù đã phủ đầy bụi bặm, nhưng chỉ cần gió thổi qua là sẽ lộ ra sự sắc bén, khí tức tỏa ra khiến người ta phải e ngại. Ngoại hình người đàn ông này khá giống với Tiêu Liệt Diễm trong lệnh truy nã của Long Quốc. Hắn ta chính là thủ lĩnh của Dạ Ma, quân phản loạn của Đường Quốc.
Người phụ nữ bên cạnh Tiêu Liệt Diễm mặc áo da, quần da, trên mặt đeo mặt nạ mèo, tóc dài buông xõa. Đây là Dạ Mạc, tổng chỉ huy của Dạ Ma. Không cần nói đến việc thế lực của Dạ Ma hùng mạnh như thế nào, chỉ riêng hai người này cũng đủ sức khiến cho Tổng tư lệnh Hải Lục Không Quân của Long Quốc chao đảo đến long trời lở đất. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại ở video sau. À, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nữa nhé. Yêu cả nhà, bye bye.